Em Thắng luôn kính chào các bác nhá. Cả một lô thì săn mãi được một em này rất là xinh này. Em này các bác để nhà chung cư hoặc những cái phòng khách vừa vừa tầm khoảng trên dưới 20 mét thì rất là đẹp. Em này Hoa Góc Miller. Trong clip này sẽ hân hạnh được giới thiệu cho các bác em này, một em đẹp về mọi mọi gọi là mặt luôn, từ hình thức, chất âm, rồi đặc biệt là về tầm giá nó rất là dễ chịu. Nó chỉ tương đương với và nhỉnh hơn một chiếc đồng hồ đồng kỵ thôi. Nhưng em hoàn toàn có một chiếc đồng hồ nhập khẩu nguyên cây nhé, Hoa Góc Miller. Em này. Đấy, báo giá luôn, giá rất là hợp lý cho anh em này, khuyến mại cho các bác giá giảm còn 25 triệu 800 thôi. 25 triệu 800 anh em sẽ có một chiếc đồng hồ Hoa Góc Miller hoàn hảo. Và tất cả các cái nước xi mạ của lắc, của tạ, của mặt đều đẹp xuất sắc. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác nha. Số điện thoại và địa chỉ của bên em nhé. Các bác lưu vào. Đó. 25 triệu 800 cho em đồng hồ. Cao 1m98, ngang 54cm. Kính mài nhá, kính zin mài rất là đẹp. Đương nhiên mặt thì thường là những cái dòng đồng hồ người ta sẽ không làm mài mặt đâu. Bởi vì nếu mà mài cái góc này mài mặt thì khi mình nhìn ở cái nghiêng này thì nó sẽ bị khúc xạ ánh sáng, mình sẽ không nhìn được cái mặt. Cho nên là bình thường là những cái chiếc đồng hồ người ta có thể mài dưới, như chiếc này không mài, chiếc này mài nhưng cái mặt thì nó sẽ không mài. Đấy. Để anh em hình dung. Mở tay khóa ra các bác này nhìn này. Khóa cũng rất là đẹp. Đây, phần tạ nước xi mạ là rất là đẹp. Phần lắc thì hoàn hảo luôn, lắc cây đàn xi mạ tuyệt đẹp. Đây là cái phần mình hay ngắm nhất đây. Anh em có thể thấy. Thứ nhất là em ấy nhỏ mà có võ. Mặt đẹp, có kim dây. Thương hiệu mạnh. Hoa Góc Miller. Đấy. Đây, anh em xem phần máy. Máy tuyệt đẹp luôn. Hậu đằng sau cũng đương nhiên cũng đẹp rồi. Made in USA. Rất là đẹp. Đây, cho chuông. Đó. Ngân vàng. Em này nó sẽ 15 phút em ấy sẽ điểm một lần. 30 phút các mốc, 45 phút và đến tròn tiếng thì anh em sẽ nghe chuông và nó sẽ điểm thêm cho các bác là một cái bài nhạc. Em ví dụ em thêm cho các bác khoảng 45 nhé. Những dòng cơ thì các bác thấy là cái chuông của nó rất là vang. Khi búa nó dứt vào gông rồi nhưng mà nó vẫn sẽ ngân. Và càng ngân càng lâu, càng xa, càng trầm càng ấm thì càng hay. Đó. Giá rất là hợp lý anh em nhé, 25 triệu 800. Thực ra với những em này thì có thể tự tin, có những lô về có thể tự tin bán tầm khoảng 27, 28 triệu cũng được. Đấy, hoặc là nếu mà thuê chi phí cửa hàng ở ngoài shop thì bán ngoài 30 triệu em này vô tư nhé, bởi vì nó rất là đẹp. Đấy, em thì kết hợp audio giao lưu với anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp cho bên em nha. Xin chân thành cảm ơn các bác.